Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Con người hầu như ai cũng mắc một căn bệnh quái dị này. Khoe khoang cái gì thì phải cẩn thận, kẻo tương lai sẽ đánh mất đi chính cái đó. Có lẽ điều khiến trời đất quỷ thần cảm thấy khó chịu nhất đó là sự khoe khoang của bản thân bạn. Nếu khoe khoang vẻ đẹp bề ngoài thì phải cẩn thận, kẻo sau này bạn lại trở thành một người xấu xí. Khi chúng ta khoe khoang sự giàu có, hãy cẩn thận sau này sẽ bị phá sản. Khoe khoang thành tích học tập tốt nên cẩn thận, kẻo sau này thi không đỗ. Có lẽ cách tốt nhất là bạn không nên tự hào khoe khoang con cái trong nhà thế nào. Hãy hạn chế đi kẻ thù để khiến cho người đời và quỷ thần không ganh tị với bạn, mà ngược lại khiến họ bảo vệ và ủng hộ chúng mới phải. Khoe tiền tài, vật chất, sự giàu có, bạn khoe khoang sự giàu có mà mình đang được hưởng, hãy cẩn thận vì bạn đã đặt người đối diện vào một tình huống không thể lường trước. Có thể, sự giàu có ấy do bố mẹ, chồng hay vợ bạn làm nên, nó khác hoàn toàn với của cải do chính bản thân tạo ra. Sự khoe khoang của bạn chỉ khiến mọi người coi thường bạn là một kẻ ăn bám và thích khoe khoang một cách dại dột, họ sẽ cười vào mặt bạn. Thậm chí có những kẻ xấu còn cổ suý cho hành động của bạn, biến bạn thành con rối, khiến bạn trở thành một kẻ dại dột vô cùng. Khoe tài năng, nếu bạn thực sự có tài năng, có năng lực thì không nhất thiết phải là người nói ra, mà hãy để người khác tự đánh giá về năng lực của mình. Người đời có câu hữu xạ tự nhiên hương, nếu bạn là người có tài, có năng lực thực sự thì hãy yên tâm và đừng lo người khác không đánh giá đúng khả năng và những gì mà bạn đang có. Tài năng của bạn sẽ khiến họ tìm đến bạn mà thôi. Tài năng thật sự sẽ tỏa sáng theo cách của nó mà không hề cần đến sự hỗ trợ của lời nói. Có tài năng mà khoe khoang còn là điều không nên, tệ hơn là khoác lác những cái mình không có. Khoe khoang sự hiểu biết, các mối quan hệ xã hội, thế giới này rộng lớn vô cùng, tri thức của nhân loại thì vô biên, nhưng với điều kiện và phương tiện để cập nhật thông tin và giao thông đi lại ngày càng thuận tiện và dễ dàng như ngày nay thì thế giới trở nên nhỏ hơn và phẳng hơn. Việc cập nhật thông tin và giao lưu không còn là vấn đề lớn, tuy nhiên, những hiểu biết của bạn dù sao cũng chỉ là một góc nhỏ. Bạn không thể kiểm soát hết được mọi vấn đề trong xã hội luôn biến đổi từng ngày, từng giờ, từng phút. Vì vậy, bạn khoe khoang mình là người hiểu biết hơn người, cập nhật thông tin hơn người là một sai lầm đáng tiếc. Vì vậy, để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp huyết long là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Đá mã não đỏ là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Ngoài ra còn dùng để trừ tà, rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh. Trên mặt đá sử dụng mực vàng thần tài có hình ảnh bộ ba linh vật Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Gỗ huyết long được gắn với cái tên là gỗ đế vương bởi loại gỗ này thường được sử dụng trong cung điện của vua chúa ngày xưa. Trong phong thủy, gỗ huyết long thường được các thầy sử dụng nhiều bởi tính chất trừ tà, giảm tai ương cho người sử dụng. Vòng tam hợp huyết long được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892, hoặc để lại họ tên, xuyên tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.